Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tháng tư âm lịch của những người tuổi Mão, tháng mới có nhiều cơ hội thăng tiến thành công. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Mão khi bước sang tháng mới nhìn chung vẫn có những sự tiến triển một cách khá lạc quan, ít có nhiều vấn đề phải lo nghĩ phiền muộn. Tháng tư âm lịch do nguyệt lệnh Lâm Lâm Quan xuất hiện ở Mão sẽ mở ra rất nhiều cơ hội thăng tiến, thành công. Điều quan trọng là bản mệnh cần phải chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Trọng tâm trong tháng tư âm lịch của những người tuổi Mão cũng là sự phát triển sự nghiệp. Vì vậy, hãy cố gắng tận dụng triệt để những lợi thế mà mình đang sẵn có. Tinh thần làm việc trong tháng liền rất cao, bản mệnh lăn xả vào mọi công việc, xông xáo chứ không còn chờ người khác giao cho việc giống như trước. Khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho những người tuổi Mão những thành công bất ngờ. Trong thời gian này, tuổi Mão hãy chủ động hơn trong công việc, đừng ngại khó, ngại khổ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Nếu gặp khó khăn thì hãy cứ mạnh dạn yêu cầu được sự trợ giúp. Chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Và để tìm hiểu tử vi chi tiết trong tháng tư âm lịch của những người tuổi Mão sẽ như thế nào, thì ngày hôm nay xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng kênh Tử Vi cùng nhau đi tìm hiểu trong video dưới đây nhé. Tổng quan tử vi tháng tư âm lịch. Tháng tư âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 dương lịch cho đến ngày 29 tháng 5 dương lịch. Thiên can địa chi của tháng là tháng Ất Tỵ, với thiên can Ất có ngoảnh thuộc âm mộc, địa chi Tỵ có ngoảnh thuộc âm hòa. Về ngũ hành thì tháng Ất Tỵ ngũ hành là phúc đằng hòa, tượng trưng là lửa ngọn đèn. Tháng Ất Tỵ mà gặp năm Nhâm Dần là kim bạch kim, tức là vàng lá trắng. Về ngũ hành thì có sự tương khắc, thế nhưng theo lục thập hòa giáp thì lại có sự tương trợ cho nhau, ngụ ý rằng trong khắc có hợp, trong hợp có khác, chủ một tháng có nhiều điều bán cát, bán hung. Địa chi Tỵ gặp địa chi Dần là lục hại không tốt. Thiên can Ất gặp thiên can Nhâm là bình hòa. Nguyệt lệnh của tháng tư có 5 ngày đầu tháng do Mậu Thổ làm chủ, với ngụ ý là sự cứng cỏi, thế nhưng cũng khá ương bướng. 9 ngày tiếp theo thì canh Kim làm chủ, mang nhiều dấu hiệu oi bức của mùa hè. 16 ngày cuối cùng của tháng do Bính Hỏa ngự trị, đánh dấu hè đã sang. Thời điểm này, những người mạng hỏa gặp nhiều thuận lợi. Người mạng thổ có chút quan hệ thuận hòa với nguyệt lệnh, nên dù có gặp chút ngang tàn thì vẫn có người nâng đỡ. Những người mạng thủy sẽ rơi vào vòng xoáy thị phi, công việc bí bách, nhiều áp lực. Người mạng mộc thì dễ thở hơn, thế nhưng hỏa khí nóng cũng dễ đẩy bạn rơi vào vòng xoáy kiện tụng và mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mão trong tháng tư âm lịch. Khi bước sang tháng tư âm lịch, tháng Ất Tỵ, trọng tâm của những người tuổi Mão sẽ là sự tập trung phát triển sự nghiệp với những lợi thế mà mình đang sẵn có. Thời điểm này, tuổi Mão hãy chủ động hơn trong công việc, đừng ngại khó, ngại khổ. Nếu gặp khó khăn, trở ngại thì cứ mạnh dạn yêu cầu được sự trợ giúp. Tháng tư âm lịch có nguyệt lệnh Lâm Cung Lâm Quan hỗ trợ, bản mệnh chỉ cần dốc toàn trí lực, dồn toàn bộ tâm huyết để theo đuổi mục tiêu. Nếu như tuổi Mão có thể chủ động nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ có bước đột phá thành công. Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng nên chú ý xây dựng các mối quan hệ hài hòa tại nơi làm việc. Đối xử với mọi người chân thành, khoan dung chính là cách để kết thêm nhiều bạn mới. Trong tháng, còn có dịch mã động tình chiếu mệnh sẽ dự báo về những sự dịch chuyển, biến động không ngừng. Tuổi Mão có thể nhìn thấy mình bận rộn, tất bật hơn trước đó. Song hãy tin vào khả năng sắp xếp tài tình của mình. Tuổi Mão hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đó. Tài lộc trong tháng khá bình ổn, có thu, có chi một cách đều đặn. Công việc ổn định nên không phải lo lắng về nguồn thu nhập. Tuy nhiên, tạm ổn không có nghĩa là đã đầy đủ và dư thừa. Tuổi Mão vẫn cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Các chi phí phát sinh trong tháng cũng khá nhiều. Nếu như không tính toán kỹ càng, có thể bị thâm hụt tài chính. Phương diện tình cảm của những người tuổi Mão trong tháng mới cũng hứa hẹn có nhiều bất ngờ diễn biến xảy ra.
các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng nhau chung tay giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chi tiết về sự nghiệp của những người tuổi Mão trong tháng tư âm lịch. Phương diện sự nghiệp của những người tuổi Mão nhìn chung trong tháng mới vẫn có nhiều tiến triển lạc quan, ít phải lo nghĩ phiền muộn. Nguyệt lệnh lâm và lâm quan cho thấy tuổi Mão có nhiều cơ hội thăng tiến, thành công. Quan trọng nhất là bản mệnh cần phải chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Lâm quan là quý tinh, chủ về sự quyền quý, mang tới nhiều điều may mắn, giải tỏa những rắc rối và căng thẳng. Với những ai đã xác định được mục tiêu công việc rõ ràng, không còn tình trạng mất phương hướng như trước, sẽ đem về thành quả giống như mong đợi. Thời gian này, tuổi Mão hãy chủ động hơn trong công việc, đừng ngại khó, ngại khổ. Đây cũng là thời điểm phù hợp cho những ai muốn thay đổi công việc, phát triển sự nghiệp cá nhân hay là khởi nghiệp. Hãy cứ tự tin làm điều mình mong muốn. Dù kết quả có ra sao thì nó cũng chỉ là thứ yếu. Quan trọng trong quá trình làm việc, bạn tích lũy được những kinh nghiệm gì, những bài học gì. Người làm một công việc đủ lâu sẽ cần nỗ lực tự tạo thêm những thách thức nhỏ nhỏ cho mình. Đừng để sự nhàm chán giết chết tinh thần của bạn. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa tại nơi làm việc. Đối xử với mọi người chân thành, khoan dung chính là cách để kết thêm nhiều bạn. Như vậy, khi tiến hành công việc sẽ càng thêm trôi chảy, thậm chí cũng nhờ đó mà có thể biến thủ thành bạn, có thêm người trợ giúp. Phương diện tài lộc của những người tuổi Mão trong tháng tư âm lịch. Xét về phương diện tài lộc của những người tuổi Mão trong tháng tư âm lịch, dự báo rằng con giáp này có nguồn thu nhập khá bình ổn, có khoản ra, khoản vào đều đặn. Công việc ổn định giúp kinh tế của những người tuổi Mão thêm phần vững vàng. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với những gì mà mình đang có. Tuy nhiên, tạm ổn không có nghĩa là đầy đủ. Tuổi Mão vẫn cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa mới thêm phần dư dả. Người kinh doanh, buôn bán sẽ có phần nhỉnh hơn. Con giáp này càng xông xáo, càng đi xa tìm hiểu thị trường thì càng có lợi trong giai đoạn này. Vì thế, trong bất cứ trường hợp nào hay là công việc gì, hãy cứ mạnh dạn chủ động hơn nữa thì tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải quá lo lắng. Tuổi Mão, hãy cứ yên tâm, đã có dịch mã cát tinh che chở. Mọi lộ trình của bạn, dù xa hay gần, đều sẽ được bình an, sẽ thu về kết quả bất ngờ. Có điểm cần phải lưu ý là các chi phí phát sinh trong tháng cũng rất nhiều, nếu như không tính toán kỹ càng, rất dễ bị thâm hụt hoặc mất cân đối tài chính. Vì vậy, tuổi Mão nên tiết chế thói quen mua sắm, mua những gì mà mình thấy cần thiết để tránh lãng phí. Ngoài ra, nếu phát sinh tình huống cho người khác vay mượn tiền bạc, hãy cần chọn mặt gửi vàng, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt, tiền ra khỏi túi là điều không thể thu hồi được. Về phương diện tình duyên tình cảm của những người tuổi Mão trong tháng tư âm lịch. Tháng tư âm lịch, phương diện tình cảm của những người tuổi Mão đón nhận sự thay đổi tích cực, hứa hẹn những trải nghiệm thú vị, lãng mạn trong tình yêu. Các cặp đôi thì tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể nhờ tìm thấy tiếng nói chung. Người độc thân có thể đón tin vui về hỷ sự, càng đi nhiều, càng đi xa thì càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, nếu chủ động tham gia các hoạt động tập thể, đó là cách để những người tuổi Mão tạo sự kết nối với những người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng. Nếu nghiêm túc với tình cảm của mình, tuổi Mão có thể lựa chọn thời cơ thích hợp để bày tỏ về đối phương. Kết quả thế nào không quan trọng bằng việc mà bạn đã dám làm những gì mà trái tim mách bảo. Về phương diện sức khỏe của những người tuổi Mão trong tháng tư âm lịch. Tuy các phương diện khác trong cuộc sống của những người tuổi Mão ở tháng tư đều khá ổn định, thế nhưng về phương diện sức khỏe lại có dấu hiệu hao tổn. Nguyên nhân là do những người tuổi Mão để công việc lấn chiếm toàn bộ thời gian nghỉ ngơi nên có thể rơi vào tình trạng lao lực và kiệt sức. Đây là điều mà những người tuổi Mão cần sớm tìm cách cải thiện. Tuổi Mão có thể sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn, vừa nắm được tình trạng sức khỏe lại thêm phần an tâm.
Bên cạnh đó, dịch mã động tình xuất hiện sẽ thúc đẩy những chuyến đi, di chuyển, công tác hoặc thường xuyên phải chạy đi, chạy lại lo công chuyện. Bạn mệnh cũng nên hết sức lưu ý các vấn đề về an toàn giao thông. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi trong tháng tư lịch của những người tuổi Mão. Tháng mới có nhiều cơ hội thăng tiến, thành công. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!